diễn biến thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định tại nhiều tỉnh thành phía Bắc xảy ra nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ, về chiều tối, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đạt từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Về nhiệt độ từng khu vực, phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 33 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.